bão Kraton tăng cấp vào Biển Đông trở thành cơn bão số 5 của mùa bão năm 2024 ảnh hưởng tới Việt Nam. Bão Kraton mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 5. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm ngày 1 tháng 10 thì bão Kraton đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 5. Hồi 4 giờ vị trí tâm bão khoảng 20,6 độ vĩ bắc, 119,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 16, giật trên cấp 17, tức là từ 184 đến 201 km/h. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Theo dự báo, bão không có ảnh hưởng đến ven biển và đất liền của nước ta, nhưng dải mây lớn có thể gây ra mưa và ngập lụt diện rộng trên các tỉnh thành phía bắc, nhất là khu vực miền núi vừa đã chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3, số 4 vừa rồi. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Tác động của bão ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 10, 13, gần vùng tâm bão thì cấp 14, 16, giật trên cấp 17. Biển có sóng cao 7 đến 9 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Và bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Đài Loan của Trung Quốc và không đi vào trong đất liền của Việt Nam. Bão Kraton tăng cấp vào Biển Đông trở thành cơn bão số 5 của mùa bão năm 2024 ảnh hưởng tới Việt Nam. Bão Kraton mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 5. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm ngày 1 tháng 10 thì bão Kraton đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 5. Hồi 4 giờ vị trí tâm bão khoảng 20,6 độ vĩ bắc, 119,8 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 16, giật trên cấp 17, tức là từ 184 đến 201 km/h. Di chuyển